Tùng Anh sinh năm 1985, anh sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh, vùng đất vốn không chịu nhiều ảnh hưởng của dòng nhạc dân ca trữ tình. Thế nhưng ngay từ nhỏ, anh đã đam mê âm nhạc, đặc biệt là với những bản bolero da diết do các ca sĩ nổi tiếng thể hiện. Chính vì vậy nên ngay sau khi tốt nghiệp lớp 12, thay vì tìm cho mình một ngành học để có công việc ổn định như nhiều bạn bè khác, Tùng Anh Bolero đã một mình lặn lội đến Sài Gòn để tìm kiếm cho bản thân một cơ hội. Thời gian đầu, anh chủ yếu hát cho bầu show của các đoàn đại nhạc hội ở tỉnh và miền Tây. Song song đó, anh còn tham gia đi hát các phòng trà nhỏ ở Sài Gòn. Mặc dù lúc này, số tiền thù lao mà Tùng Anh nhận được vẫn chưa lớn, nhưng anh vẫn hoạt động vô cùng năng nổ, miễn là bản thân luôn có cơ hội gặp gỡ khán giả mỗi ngày. Sau nhiều năm miệt mài đi hát tại các phòng trà, Tùng Anh nhận thấy bản thân cần phải vượt ra khỏi giới hạn của chính mình. Năm 2016, anh quyết định tham gia chương trình solo cùng Bolero. Nam ca sĩ cho rằng đây là một sân chơi chuyên nghiệp để mình có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích từ những nghệ sĩ đi trước. Trong chương trình, Tùng Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi giọng hát trầm ấm, đầy nam tính. Cùng với đó là khuôn mặt điển trai và ngoại hình sáng sân khấu đã giúp anh thu về một lượng lớn fan hâm mộ. Cũng từ đây, danh xưng lãng tử Bolero bắt đầu gắn liền với cái tên Tùng Anh trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, hành trình của Tùng Anh tại solo cùng Bolero đã phải dừng lại trong đêm chung kết 9. Trong đêm thi này, nam ca sĩ thể hiện ca khúc Chuyện Tình Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy và từng gắn liền với tên tuổi của nam danh ca Vũ Khanh. Chính vì vậy nên việc Tùng Anh lựa chọn thể hiện ca khúc này được xem là một quyết định khá mạo hiểm. Để thoát khỏi cái bóng quá lớn của nam danh ca Vũ Khanh, Tùng Anh đã lựa chọn thể hiện ca khúc bằng giọng hát rền rĩ và da diết để thổi vào đó một làn gió mới. Tuy nhiên, sự phá cách này đã không giúp Tùng Anh nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo. Nhiều ý kiến cho rằng Tùng Anh tuy thể hiện được giọng hát đầy nội lực nhưng lại chưa thể truyền tải hết những cảm xúc day dứt. Thổn thức đầy chất thơ của một chuyện tình buồn và đẹp mà nhạc sĩ Phạm Duy muốn gửi vào bài hát. Việc Tùng Anh phải nói lời tạm biệt với cuộc thi đã để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ lẫn các giám khảo. Theo đó, giám khảo Mạnh Quỳnh cho biết anh rất yêu thích giọng hát nam tính của Tùng Anh, nhưng với ca khúc lần này anh đã lựa chọn không phù hợp. Giám khảo Phương Dung cũng gửi lời động viên Tùng Anh. Hy vọng anh đừng nản lòng mà cần cố gắng hơn trên con đường ca hát sau này. Qua đó có thể thấy dù dừng chân tại cuộc thi, nhưng Tùng Anh vẫn được đánh giá cao và nhận được nhiều tình cảm của mọi người. Một trong những ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của Tùng Anh chắc chắn không thể không kể đến chính là Gửi Về Em. Đây là một nhạc phẩm thuộc giai đoạn trước năm 1975. Được Tùng Anh thể hiện lại và ra mắt khán giả vào năm 2017. Hiện tại, MV ca khúc đã đạt được hơn 5 triệu view trên YouTube, cho thấy sự quan tâm rất lớn của khán giả dành cho một nhạc phẩm bolero từ trước năm 1975. Đây cũng được xem là động lực rất lớn để Tùng Anh có thể nỗ lực hơn trên con đường mình đã chọn. Bên cạnh MV ca khúc Gửi Về Em, Tùng Anh cũng thực hiện album Vol. 1 cùng tên bao gồm các ca khúc như Gửi Về Em, Con Đường Xưa Em Đi, Đôi Ngã Chia Ly, Xót Xa, Ngày Em Ra Đi. Album nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả, cho thấy thành công bước đầu của Tùng Anh trên con đường theo đuổi dòng nhạc bolero trữ tình. Năm 2019, Tùng Anh tiếp tục gửi đến người hâm mộ hai album được phát hành cùng lúc. Trong đó, một album đơn ca bao gồm những ca khúc bolero quen thuộc, được Tùng Anh thể hiện theo cách hoàn toàn mới khiến người nghe vô cùng thích thú. Ngoài ra, album song ca còn lại sẽ có sự góp giọng của các khách mời, đặc biệt là Randy, Quý Bình, Thanh Thức, Lưu Ánh Loan, Hà Vân và Quỳnh Như.